Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống một nữ bệnh nhân 33 tuổi ở Cần Thơ khi người này tự lấy dao đâm thủng tim mình. Lúc gia đình đưa tới nhập viện, bệnh nhân ở trong tình trạng sốc, mất máu nặng, lơ mơ, vật vã, huyết áp khó đo, mạch nhẹ, vết thương ngực trái liên sườn 4, kích thước vết thương hơn 2 cm. Được biết nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do bệnh nhân và chồng phát sinh mâu thuẫn rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, không giữ được tỉnh táo, bệnh nhân đã tự lấy dao Thái Lan loại cán vàng đâm vào ngực trái mình. Ngay khi tiếp nhận ca cấp cứu nguy kịch này, các bác sĩ đã thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện, bỏ qua mọi thủ tục hành chính để khẩn cấp chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật để xử lý vết thương tim, chèn ép tim cấp. Ekip phẫu thuật của ba khoa ngoại lồng ngực, mạch máu, ngoại khoa tổng hợp và khoa phẫu thuật gây mê đã phải vừa hồi sức tích cực, vừa tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Đặc biệt trong quá trình mở ngực, tim bệnh nhân ngừng đập, các phẫu thuật viên đã phải tiến hành xoa bóp tim trực tiếp và sau khoảng 90 giây tim đập trở lại. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra từ khoang màng phổi trái 100ml máu loãng. Ở khoang màng tim ghi nhận có khoảng 300g máu cục và nửa lít máu tươi. Vết thương tim thất thấu phải khoảng 1 cm, máu phun thành tia theo nhịp đập của tim, phải mất hơn 90 phút phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ mới giữ lại được mạng sống cho bệnh nhân. Quá trình cấp cứu và phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 5 đơn vị máu và chế phẩm máu. Cũng theo các bác sĩ, nguyên nhân gây vết thương tim khá đa dạng, trong đó vết thương tim do vật sắt nhọn là tổn thương rất nghiêm trọng, có thể khiến ngừng tim nhanh chóng không thể hồi phục. Cũng vì vậy nên việc sơ cứu chủ yếu được thực hiện tại hiện trường hoặc cơ sở tiếp đón ban đầu với mục đích kéo dài tối đa sự sống của bệnh nhân cho đến khi được phẫu thuật. Cần lưu ý không được rút dị vật nếu dị vật còn găm trên người bệnh nhân mà phải nhanh chóng chuyển thẳng bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng thực hiện các phẫu thuật lớn.